Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang vừa mới ngủ dậy, vẫn đang ngáp ngủ này. Hãy cùng tô với mình nha. Trước tiên là bộ móng tay. Hồ sơ móng tay này mình sẽ tô màu đỏ nha. Hãy video để xem thành quả của mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.